Hello, Trường Anh xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả anh chị nha. Đây nè, đây là một đại gia đình luôn. Một đại gia đình là đi từ Đức Trọng xuống em để lấy con xe này. Đó, những anh chị rất là dễ thương, chạy con Kia CD5 nè. Chị ơi, nghe nói chị bán con CD5 này hả? Chị bán bao nhiêu em mua luôn? 75 triệu. 505. Úi giời. Trời ơi, CD5 mà chị bán em 175 triệu. 105. Không, 105 không được. Giá đó sao mà mua? 105 lấy con này không sướng à? Xe em, xe chị. Nó cái dòng này là chịu không? Nó là dòng tập lái, nó chỉ có cái giá dòng tập lái thôi, không thể nào ra qua cái dòng du lịch này được. Đó, nó nguyên tắc mà. Dạ. Chị bán cho em con này cỡ tầm 40 lên múc. Chị mua keo, em mua không có giá đó đâu. Đây là những người anh rất là thân thương và những người chị đó, xuống để lấy con xe này đây. Trường Anh rất là cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã tin tưởng em trong suốt thời gian qua. Đẹp. Đó. Xe không à? Đây nè. Rất là vui. Đi một đại gia đình luôn. Chiếc xe đó. Đó, anh chị ở trên Đức Trọng xuống đang thử xe đây. Chiếc xe của Trường Anh Auto bán ra Trường Anh rất là tự tin nhé. Những mẫu xe rất là cọp luôn. Đây là chị nè, một vài chị thì em cũng đã biết rất là lâu rồi, đã đăng ký kênh YouTube của em theo dõi. Chị ơi, hôm nay chị sẽ được lên sóng trên toàn quốc đó chị. Đó, thấy bà chị không? Xe đây nè, đó là cái chiếc xe đó. Đẹp lắm. Xe này thì chị rất là nhanh tay. Em có đèn rồi, có đèn rồi. Xe này rất là nhanh luôn. Em vừa đăng lên là chị đã chốt cọc. Chưa được 10 giây cho em là em đã nhận được cọc rồi. Đó. Anh trai cảm nhận khi thế nào khi thấy xe bên Trường Anh bán ra anh trai? Xe quá đẹp luôn, quá chất luôn. Đó. Okay. Đó là những lời của khách nói, đây là anh chủ xe đây. Đi một đại gia đình luôn. Thích liền à. Nói sao có vậy luôn. Về cái chiếc xe mà Trường Anh tẻ trên clip YouTube chính xác không anh? Đúng, đúng. Đúng như vậy luôn. Đó, em cảm ơn toàn thể tất cả anh chị nha, đã tin tưởng cho Trường Anh trong suốt thời gian qua. Một lần nữa em xin chân thành và hẹn gặp lại. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của Trường Anh Auto để nhận được nhiều xe giá rẻ nha. Bên salon ô tô bên em còn rất là nhiều xe, những mẫu xe rất là chất nha. Đó là mang đến những cái form dáng mà để phục vụ người dân anh chị đây. Đi lấy xe rất là cực khổ về để phục vụ ạ. Đó, anh chị rất là tuyệt vời luôn. Xe quá đẹp, quá cọp. Với cái chiếc xe này luôn. Xe này xíu nữa chị sẽ chạy về Đức Trọng đây. Và buồn nữa em xin chào và hẹn gặp lại ạ.